Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục lắp một dòng đèn bốn bóng âm trần cho anh Phương, chủ nhà ở căn 512 tòa Legacy Lê Văn Thiêm. Tôi đã lắp xong rồi và bây giờ tôi sẽ bật lên để hỏi ý kiến của anh Phương, chủ nhà, xem là anh cảm nhận những độ ấm của đèn sưởi bốn bóng như thế nào. Anh ạ, em chào anh. Anh Phương. Anh ơi, em đã lắp xong dòng đèn sưởi bốn bóng âm trần cho nhà mình rồi đấy ạ. Bây giờ em bật em mới bật một chức năng là bóng chiếu sáng thôi ạ. Bây giờ em sẽ bật là bốn bóng sưởi lên để cho anh cảm nhận nhé. Anh thấy thế nào anh? Rất là ấm và nóng. Vâng, em cảm ơn anh. Cả chức năng hút hút mùi luôn anh ạ, quạt đang quay đấy ạ. Vâng, thôi em phải tắt đi không thì anh lại toát mồ hôi mất. Và đây anh Phương là một khách hàng mà đã tin tưởng dòng đèn sưởi và quạt mát của Han, Cotman, Heisen. Đây anh lắp luôn là cả một quạt âm trần thổi gió mát, loại công tắc, model là H10S. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang tôi bật công tắc để xem anh Phương cảm nhận độ gió mát của nó như thế nào nhé. Dạ em bật rồi đấy anh ạ. Anh thấy thế nào anh? Rất là tuyệt vời. Rất là mát đúng không anh? Anh ơi, đây đúng là cái vị trí bệ bệt của anh. Là anh ngồi đấy thì đúng là em hướng cái cửa gió ra đúng chỗ vị trí bệ bệt đấy anh ạ. Cái này chắc là điều chỉnh được nữa đúng không? Điều chỉnh, cái này là loại công tắc thì mình sẽ điều chỉnh bằng tay hướng cố định cho mình nhá. Anh cảm thấy mát không anh? Rất là tuyệt vời, mát. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phương ạ. Em chào anh.